Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị hai trận cờ hay của Đại Lý Huynh tại giải cờ tướng nhất cấp liên tái được diễn ra tối qua ngày 6 tháng 12 2023. Mời anh chị xem trận đầu tiên, Đại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Lục Chí Thao Trung Quốc cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn mà anh chị đang thích.将军。
Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên.
将军。将军。将军。将军，将军，将军。将军，将军，将军。将军，将军，将军，
Chuyên. Trang 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 Chuyên. Chơi đến đây thì hai bên đồng ý hòa, mà anh chị xem trận cờ chấp sinh tử. Nãy Lê Huynh cầm đen khấu hậu, Lục Chí Thao cầm đỏ đi tiên, mà anh chị đánh thức.
军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
xe 5 tấn 2 mà đổi quân. Trên đây thì Lục Vĩ Tha vuông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.